Tỉnh nghèo biên giới Hà Giang hiện còn 8 huyện nghèo theo nghị quyết 30A, nhưng sau 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới với phương châm tự lực, lựa chọn cách làm phù hợp điều kiện năng lực hiện có của địa phương và đến nay, bộ mặt Hà Giang đã thay đổi vượt bậc, đời sống vật chất cũng như là tinh thần của người dân nơi địa đầu Tổ quốc đã được cải thiện đáng kể. Mới đây, xã biên giới Lũng Cú nơi địa đầu Tổ quốc vừa chính thức được công nhận là xã đầu tiên đạt chuẩn 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới của huyện Đồng Văn. Thôn Lô Lô Trải nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú, điểm cực bắc biên giới. Toàn thôn chỉ có hơn 100 hộ người dân tộc thiểu số. Trong đó, chủ yếu là người Lô Lô, một trong 16 dân tộc đặc biệt ít người nhất Việt Nam. Nghề chính là làm ruộng nước và lúa nương, quanh năm nghèo đói. Nhưng từ năm 2014, bắt tay xây dựng nông thôn mới, nhân dân tại Lô Lô Trải đã biết tận dụng lợi thế điểm du lịch cột cờ Lũng Cú để phát triển du lịch cộng đồng, phát triển kinh tế. Đến nay, thôn Lô Lô Trải đã trở thành thôn đầu tiên được Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn công nhận là thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Ngày xưa trồng lúa thì một năm chỉ có được tài khoảng 3-40 triệu, hiện tại bây giờ một tháng đã là 20 triệu rồi. Lũng Cú là xã vùng cao, cực bắc của Tổ quốc. Điều kiện tự nhiên, khí hậu khắc nghiệt, địa hình phức tạp, thiếu đất sản xuất, thiếu nước sinh hoạt. Bắt tay xây dựng nông thôn mới, cấp ủy chính quyền xã Lũng Cú quyết tâm cao, huy động toàn dân chung sức với phương châm phát huy tối đa mọi nguồn lực đoàn kết một lòng. Đối với xã Lũng Cú có thế mạnh là về du lịch nên là trong những năm tới công tác xây dựng nông thôn mới sẽ tập trung vào việc là nâng cao cái thu nhập cho người dân thông qua hoạt động du lịch dịch vụ. Trong tổng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới gần 200 triệu đồng, ngân sách nhà nước gần 60 triệu đồng, còn lại do người dân đóng góp và vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người xã Lũng Cú đạt 36 triệu đồng một người trên một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12%. Đường vào trung tâm xã được mở rộng từ 5,5 m lên 7 m. 87% đường thôn, liên thôn được cứng hóa, các trường học được đầu tư xây mới. 9 trên 9 thôn có nhà văn hóa khang trang, không còn hộ có nhà tạm. Đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch có sự tham gia của người dân, công khai minh bạch mọi nguồn lực để cho người dân tự tổ chức thực hiện. Trong giai đoạn năm 2020-2025 và định hướng đến năm 2030, huyện Đồng Văn sẽ đầu tư 288 tỷ đồng hoàn thành điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới tại 17 trên 17 xã, tổ chức lại sản xuất, từng bước nâng cao giá trị kinh tế trên một diện tích canh tác, nâng cao thu nhập cho nông dân, nhất là đồng bào thiểu số. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác về thị trường nông sản. Thưa quý vị, tại nhiều địa phương, giá bò hơi, giá trâu thịt từ sau Tết Nguyên đán đến nay tiếp tục tăng, khiến người chăn nuôi rất phấn khởi vì thu lãi khá. Theo đó, ở nhiều địa phương, thương lái mua bò hơi với giá phổ biến từ 85 tới 90 ngàn đồng 1 kg. Một số giống bò đẹp mã, tỷ lệ thịt xẻ cao còn được mua với giá từ 95 tới 100 ngàn đồng 1 kg. Tại chợ trâu bò ở thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, giá trâu được to béo tại chợ đang dao động từ 40 đến 60 triệu đồng một con, nghé từ 15 đến 20 triệu đồng một con, trâu cái béo đẹp hoặc có chửa giá 30 đến 40 triệu đồng một con. Còn tại chợ trâu bò Nghiêm Loan, Bắc Nạm, tỉnh Bắc Cạn, trâu thịt thường có giá bán từ 25 đến 35 triệu đồng một con. Giá bò hơi, giá trâu thịt tại các tỉnh khác cũng đang ở mức cao. Tại Lâm Đồng, bò hơi ngoại giống Pháp được thu mua với mức giá 86.000 đồng 1 kg, bò hơi giống Australia khoảng 81.000 đồng 1 kg. Tại Gia Lai, bò 3B đến tuổi xuất chuồng có thể nặng tới nửa tấn, bán với giá từ 50 đến 60 triệu đồng một con. Thưa quý vị, trong quý đầu tiên của năm, nhiều mặt hàng nông lâm thủy sản đạt giá trị xuất khẩu cao hơn so với cùng kỳ năm trước, đưa kim ngạch xuất khẩu cả nước vượt ngưỡng 10 tỷ đô la Mỹ, tăng 20% so với năm 2020. Trong bối cảnh đó, toàn ngành nông nghiệp đặt mục tiêu xuất khẩu quý 2 năm nay ước đạt trên 9,7 tỷ đô la Mỹ. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng toàn ngành quý 1 ước tăng 3,16% so với năm 2020. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản ước đạt 18,34 tỷ đô la Mỹ. Các mặt hàng tiêu biểu có thể kể đến như là cao su, chè, rau quả, sắn, tôm, các sản phẩm lâm sản. Để thúc đẩy xuất khẩu, Bộ sẽ phổ biến hướng dẫn các quy định thị trường, rào cản kỹ thuật trong thương mại nông sản, định hướng xuất khẩu nông lâm thủy sản tại các thị trường trọng điểm.
Thưa quý vị, niên vụ 2020-2021, nông dân huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đã xuống giống 210 ha tỏi. Trong đó, xã Vạn Hưng là địa phương có diện tích trồng tỏi lớn nhất huyện với 150 ha. Mùa tỏi diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi nên cây tỏi phát triển rất tốt và cho năng suất khá cao. Thế nhưng nghịch lý được mùa, mất giá lại một lần nữa xảy ra. Tổng diện tích vụ tỏi đông xuân 2020-2021 trên toàn xã Vạn Hưng đạt gần 150 ha, trong đó 90% diện tích là giống tỏi rẻ Lý Sơn. Đến nay, bà con trồng tỏi của xã đã thu hoạch xong 95% tổng diện tích trồng. Năng suất đạt từ 10 đến 11 tấn tỏi tươi 1 ha, cao hơn mọi năm. Tuy nhiên, hiện giá thu mua tỏi chỉ từ 18 tới 20.000 đồng 1 kg tỏi tươi, giảm từ 5 đến 7.000 đồng 1 kg so với những năm trước. Dù giá rẻ, nhưng các thương lái cũng chủ yếu thu mua nhỏ lẻ, khiến đầu ra của cây tỏi gặp nhiều khó khăn. Trong phần tiếp theo của chương trình, các mô hình trồng rau trên các tòa nhà cao tầng đang mang đến giải pháp cho việc tự cung tự cấp thực phẩm cho người dân thành thị ở khắp mọi nơi trên thế giới. Trước tình trạng xâm nhập mặn ngày càng gay gắt, nhiều bà con nông dân đã chuyển đổi giống dừa sáp nuôi cấy phôi để thích nghi, mang lại hiệu quả gấp 5 tới 10 lần phương pháp truyền thống và 20 lần so với trồng dừa thông thường. Thưa quý vị, trước vấn nạn loạn thần y, lương y tự xưng ở trên mạng xã hội, quảng cáo chữa bách bệnh không có cơ sở khoa học, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế vào cuộc để xử lý nghiêm. Gần đây, hiện tượng tự xưng lương y, thần y chữa bách bệnh xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Những người này quảng cáo thuốc không rõ nguồn gốc, chất lượng, giới thiệu, hoạt động khám chữa bệnh trái phép. Trên mạng cũng xuất hiện nhiều nhóm tự xưng thần y chữa được nhiều bệnh như yếu sinh lý, hiếm muộn, vô sinh và cũng chưa có cơ quan chức năng nào xử lý. Trước hiện tượng trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng các cơ quan liên quan kiểm tra có biện pháp quản lý, xử lý cho phù hợp. Nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết vẫn diễn ra tại nhiều địa phương ở các vùng cao thuộc tỉnh Lào Cai. Thực trạng này để lại hệ lụy rất lớn, làm suy giảm giống nòi và chất lượng dân số. Trước những ảnh hưởng nặng nề và lâu dài do vấn nạn này gây ra, tỉnh Lào Cai đã vào cuộc quyết liệt nhằm từng bước để cải thiện tình hình. Điểm sinh hoạt của câu lạc bộ nói không với tảo hôn, không kết hôn cận huyết thống tại thôn Láo Lý, xã Tà Phời, Lào Cai. Lực lượng nòng cốt của câu lạc bộ là các trưởng thôn, bí thư chi bộ, chi hội phụ nữ thôn. Câu lạc bộ được thành lập nhằm tuyên truyền đến những người dân về vấn nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và những hệ lụy để lại phía sau. Chúng tôi cũng tuyên truyền qua các hình ảnh trực quan, vẽ tranh cổ động. Thì như thôn Lào Lý thì chúng tôi cũng đã vẽ tranh cổ động bởi vì nhân dân cũng như trình độ của chị em hội viên thì còn hạn chế. Sau hơn 3 năm triển khai, đến năm 2020, thôn Láo Lý đã không còn trường hợp nào tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đã có những phụ nữ đầu tiên trong thôn lấy chồng là người dân tộc khác. Về tình trạng tảo hôn, huyện Simacai đã vận động các ông mai bà mối cam kết từ chối không xem ngày cưới, ăn hỏi cho các đôi trẻ chưa đủ tuổi kết hôn. Khi có những trường hợp đến nhờ tôi mai mối thì tôi hỏi luôn là đã đủ tuổi chưa. Tôi cũng giải thích luôn là lập gia đình sớm quá, kiến thức thì còn hạn hẹp, cuộc sống sẽ rất khó khăn và thiếu thốn. Cái việc chủ yếu quan trọng nhất là tất cả các cấp các ngành phải vào cuộc, tức là phải tuyên truyền vận động cho người dân làm thế nào để hiểu được cái đây là hệ lụy của tảo hôn, và tuyên truyền vận động cũng là chủ yếu là hàng đầu chứ. Xử lý nhiều thứ thì nó cũng không giải quyết được, không có tác dụng. Cũng trong năm 2020, Lào Cai đã ngăn chặn được 132 vụ tảo hôn. Những chuyển biến tích cực này dù còn chậm nhưng là tín hiệu tốt trong việc giảm thiểu và đi tới chấm dứt những hủ tục tảo hôn và hôn nhân cận huyết trên địa bàn. Sau thời gian lắng dịu, tình trạng khai thác cát trái phép ở trên sông Tiền thuộc địa phận tỉnh Tiền Giang lại tái diễn, nhiều nhất là đoạn từ khu công nghiệp Mỹ Tho đến xã Kim Sơn, huyện Châu Thành. Nhiều đối tượng còn bơm hút cát gần bờ sông, nguy cơ dẫn đến sạt lở đất.
Một đoạn sông dài chưa đến 10 km nhưng mỗi đêm có đến trên dưới 10 phương tiện bơm hút cát, trong đó có nhiều tàu sắt có tải trọng đến vài trăm mét khối. Tại ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, người dân phát hiện cát tặc hoạt động mỗi đêm, có thời điểm mới 20 giờ tối, đã có phương tiện bơm hút cát. Cát tặc bơm hút gần bờ gây sụt lún vùng đất bãi bồi ven sông. Mỗi chiếc có khi khai thác tới cả 500 đến 600 mét khối. Dù đã nhiều lần bị lực lượng chức năng phát hiện và xử phạt, hoạt động này vẫn ngang nhiên diễn ra. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng đêm tối, lén lút hoạt động, tìm cách né tránh lực lượng chức năng. Cùng với việc mở bán vé các mắc tàu chạy tăng cường dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết là sẽ lần đầu tung hơn 10.000 vé tàu, giảm giá 50% trên các mắc tàu tuyến Bắc Nam trong dịp này để kích cầu. Theo đó, mức giá vé chỉ từ 30.000 đồng một chiều, vé mở bán áp dụng cho các tàu khách thống nhất, chạy các ngày từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2021. Ngoài ra, dịp lễ này, đường sắt còn chạy thêm hàng chục đôi tàu trên các tuyến như Hà Nội đi Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Sài Gòn đi Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết. Gốm sứ Bát Tràng là một làng nghề truyền thống của Việt Nam nổi tiếng khắp cả nước bởi sự tinh xảo, khéo léo và những điểm đặc trưng của nghề gốm Việt. Sản phẩm gốm sứ Bát Tràng là sự kết tinh của hồn đất và tinh hoa sáng tạo của ông cha ta từ xưa đến nay để tôn vinh những người đã nặn hòn đất đầu tiên của làng gốm cũng như bảo tồn và phát triển những giá trị thẩm mỹ của nghề gốm Bát Tràng. Một bảo tàng gốm Bát Tràng đã được hình thành tại huyện Gia Lâm của Hà Nội, dự kiến được đưa vào hoạt động vào tháng 6 của năm 2021. Lấy cảm hứng hình ảnh bàn xoay của thợ làm gốm, trung tâm tinh hoa làng nghề Việt được xây dựng trên mảnh đất 3.300 m² với kinh phí đầu tư trên 150 tỷ đồng do doanh nghiệp xã hội đóng góp. Khu vực trung tâm là nhà truyền thống làng nghề Bát Tràng, nơi trưng bày các gia phả nghề, sản phẩm của các dòng họ mang giá trị thẩm mỹ cao. Tầng trên cùng là nhà hát, nơi để tổ chức các sự kiện hoạt động nghệ thuật dân gian. Đến đây, du khách ngoài trải nghiệm và tham quan còn có thể mua hoặc đấu giá những sản phẩm có giá trị cao.